Cổ động viên châu Á sao trọng tài không đuổi thủ môn Thái Lan? Nhiều cổ động viên châu Á đã chỉ trích trọng tài người Qatar Abba đã quá nhẹ tay trong nhiều tình huống phạm lỗi của Thái Lan, mà nổi bật trong đó là pha lao ra khỏi vòng cấm phạm lỗi với Văn Toàn của thủ môn Chatchai Buprom ở phút 43 dù trận đấu chưa kết thúc nhưng trên mạng xã hội đã xuất hiện rất nhiều lời bình luận chỉ trích trọng tài người qatar abba vì đã nhẹ tay trong nhiều pha phạm lỗi của thái lan trong đó trọng tài đã ngó lơ tình huống đánh nguội của hậu vệ terathong bunmathan rồi chỉ rút thẻ vàng để phạt thủ môn chắt chai Bulprom ở pha lao ra khỏi vòng cấm phạm lỗi nguy hiểm với văn toàn cổ động viên người indonesia vijian viết tôi hết sức thất vọng với trọng tài ở trận đấu giữa việt nam với thái lan quả thật ông ấy không công bằng với quá nhiều quyết định nương tay cho thái lan Người hâm mộ Alif Fahan đến từ Malaysia cũng hết sức bất ngờ với trọng tài khi nhận định tại sao thủ môn lao ra khỏi vòng cấm phạm lỗi với đối thủ trong tình huống có thể dẫn đến bàn thắng mà chỉ bị phạt thẻ vàng. Trọng tài thật không còn gì để nói. Cổ động viên An Yap cũng bình luận thủ môn Thái Lan nên bị thẻ đỏ trong tình huống kéo ngã tiền đạo Việt Nam ngoài vòng cấm. Tại sao các trận đấu như thế này luôn bị phá hủy bởi trọng tài? Có lẽ cần có VAR ở giải đấu này trong khi đó các cổ động viên việt nam cũng rất tức giận chỉ trích kịch liệt trọng tài nhiều người còn đua nhau truy tìm trang facebook của trọng tài người qatar để hỏi rõ trắng đen